thắm sắc hương tràn đầy ý thơ, từng đôi gái trai cùng sánh vai nhịp bước trong nắng hồng ban mai. Nụ cười thôn nữ thật tươi, thứ tha trong áo dài xinh, dáng thân yêu kiều dịu dàng, hương trong mắt xuân này ta hãy chúc nhau luôn được bình an. Nâng ly ta chúc chúc nhau đạt nhiều ước mơ. Cuộc đời ấm no cầu chúc cho hạnh phúc quên đi mọi âu lo. Hót ca reo gọi ngày xanh, nhộn nhịp trên phố bước chân đông vui mừng xuân. Nhành đào tươi thắm sắc hương tràn đầy ý thơ, từng đôi gái trai cùng sánh vai nhịp bước trong nắng hồng ban mai. Nụ cười thôn nữ thật tươi, thứ tha trong áo dài xinh, dáng xuân yêu kiều dịu dàng vương trong mắt ai. Trẻ thơ quê áo quần mới, liễu lo tung tăng đùa vui, háo hức trong mong tên đến đón giờ giao thừa. Đi đông tinh pháo khắp nơi gieo mừng ngày xuân. Xuân này ta hãy chúc nhau luôn được bình an. Nâng ly ta chúc chúc nhau đạt nhiều ước mơ. Cuộc đời ấm no cầu chúc cho hạnh phúc quên đi mọi âu lo. Nụ cười thôn nữ thật tươi, thướt tha trong áo dài xinh, dáng xuân yêu kiều dịu dàng vương trong mắt ai. Trẻ thơ quê áo quần mới, liễu lo tung tăng đùa vui, háo hức trong mong tên đến đón giờ giao thừa. Nụ cười thôn nữ thật tươi, thướt tha trong áo dài xinh, dáng xuân yêu kiều dịu dàng vương trong mắt ai. Trẻ thơ quê áo quần mới, giao thừa. Hey. Nhân dịp ngày xuân, chúng tôi nhớ lại trong năm đi show ở mấy nước Á Châu thì nó có nhiều kỷ niệm nhỏ, nhưng mà mỗi nơi để lại cho tôi một cái điều mà chúng tôi nhớ mãi. Chẳng hạn, cô Kỳ Duyên với tôi sang Thái Lan, thì quý vị biết là Thái Lan là phi trường Bangkok. Vào phi trường thường thường chúng ta vào duty free để mua cái gì, thuốc lá, rượu, bóp, đồ mỹ phẩm. Là thường thường là trong duty free chúng ta mua cái đó. Nhưng mà Bangkok ấy, phi trường trong duty free họ bán luôn cả xôi xoài, xôi sầu riêng, gỏi cuốn. Tức là mình có thể mang như là mang cái tủ lạnh lên máy bay. Sang tới Campuchia thì lúc tôi trình diễn ở Nam Vang thì chúng tôi rất là nhớ hủ tiếu Nam Vang. Thành để chạy ra đường đi tìm quán hủ tiếu ăn xong. Thì ở bên Campuchia có đặc biệt là dùng hai thứ tiền, quý vị. Tiền Campuchia đã đành mà dùng luôn cả tiền đô la Mỹ. Và người ta rất là chuộng đô la Mỹ. Khi mà chúng tôi ăn hủ tiếu xong ra thì gặp ông ăn mày, thì còn mà nắm tiền cho ông ăn mày thì ông trả lại, ông bảo US dollar please. Ăn mày mà cũng sang quá anh à, nhất định. Tức là giống cái câu chúng ta gọi là ăn mày đòi xôi gấc, mà cái này là ăn mày đòi đô la. À, vâng, chúng tôi lại trở lại với chương trình để hân hạnh giới thiệu tới quý vị nhạc phẩm Chúc Xuân của... xin lỗi ngắt lời anh. Trước khi giới thiệu vào nhạc phẩm thì Kỳ Duyên cũng xin nói với quý vị là trong nhạc phẩm này, người ca sĩ sẽ có những phong bì có tiền lì xì mà trong đó có tiền thật, và anh sẽ tung ra khán giả. Thành ra phải nói trước để nếu mà những phong bì trúng quý vị thì quý vị đừng giận, mà quý vị hãy mang về làm như là cái lộc đầu năm mà người nam ca sĩ này muốn gửi đến cho quý vị. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúc xuân của Đinh Trung Chính. Xin quý vị chào đón phần trình diễn rất đẹp mắt
của nam ca sĩ Don Ho. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh giới thiệu kế tiếp đây bản nhạc khúc nhạc ngày xuân, một bản nhạc cũ rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nhật Bằng. Thưa quý vị, phần trình diễn của nam ca sĩ Nguyễn Hưng. Thắm tươi hé môi cười mừng chào đón xuân, bầy chim tung cánh bay trên muôn cành cùng hót vang, tinh tăng tinh tăng tinh đàn vang điệu ca mừng xuân đang về cùng ta hòa vui thắm tươi, tay cầm tay đều múa nhịp theo điệu ca cùng hát khúc ca xuân. Xuân về chim hót ca hoa nở tung thướt tha, êm đềm ánh huy
càng reo vang. Tình mình sáng tươi reo trên ngàn muôn tia nắng xuân. Hồn tràn bao ước mơ vui yêu đời lòng đắm say. Nắng xuân chiếu qua lá mơ in điền trên hồ sông xanh dung tựa như hình muôn ánh sao. Chín vòng hoa cùng ta lạc bước trong chốn thần tiên hoa khúc hát ca xuân. Hoa thắm tươi, hé môi cười, mừng chào đón xuân. Bầy chim tung cánh bay, trên muôn cành, cùng hót vang. Tinh tăng tinh tăng tinh đàn, mang điều ca mừng xuân đang. Về cùng ta hòa vui thắm tươi. Tay cầm tay đều, mua nhịp theo điều ca cùng hát khúc ca xuân. Xuân về, chim hót ca, hoa nở, tung thướt tha. Êm đềm ánh huy hoàng, khúc bình minh đang reo vang. Bình minh sáng tươi reo trên ngàn muôn tia nắng xuân. Hồn tràn bao ước mơ vui yêu đời lòng đắm say. Nắng xuân chiếu qua lá mơ in điền trên hồ sông xanh dung tự như hình muôn ánh sao. Chim và hoa cùng ta lạc bước trong chốn thần tiên hoa khúc hát ca xuân. Bình minh sáng tươi reo trên ngàn muôn tia nắng xuân. Hồn tràn bao ước mơ vui yêu đời lòng đắm say. Nắng xuân chiếu qua lá mơ in hiện trên hồ sông xanh dung tự như hình muôn ánh sao. Chim và hoa cùng ta lạc bước trong chốn thần tiên hoa khúc hát ca xuân. Chim và hoa cùng ta lạc bước trong chốn thần tiên hoa khúc hát ca xuân. Cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đầu ngỏ lời là nên dài ngâu. Người hai con giáp em đây cầm tình quý mùi, nhìn tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này vượng số lắm con, muốn cho vuông tròn nhờ anh môi giới mối mai đưa đường. Thế nào anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay chẳng ai xa lạ. Chẳng ơi là ai, là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời, tiền duyên đưa tới em ơi, thiên định sẵn rồi. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đầu ngỏ lời là nên dài ngâu. Mười hai con giáp em đây cầm tình quý mùi, nhìn tay anh đoán
toán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này vượng số lắm con. Muốn cho vuông tròn nhờ anh môi giới mối mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hẹn thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ chàng ấy, là ai? Chỉ là anh đây. Tài năng tiên đoán thật khôn quá trời. Tiền duyên đưa tới em ơi, thiên định sẵn rồi. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi phải giải thích về tiết mục sắp tới. Đây là một cặp vợ chồng ăn Tết nghèo nhưng mà vẫn thấy hạnh phúc như thường. Trong nhạc phẩm Xuân Về Nhớ Tết Năm Nay của Hoài Linh, mời quý vị thưởng thức phần trình diễn rất đặc biệt của Hương Thủy và Tóc Tiên. Vẫn mang năm cũ đã qua, tân xuân chúc mừng cô bác được một năm
phước lộc buồn ăn phiền vẫn mang năm cũ đã qua. Tân xuân chúc mừng cô bán đường một năm phước lộc ăn hoa. Tóc tiên giả trai đã thấy lạ rồi, nhưng mà nhạc quê hương Hương Thủy cái bài này thì quậy quá phải không quý vị? Vâng, nhưng mà thưa quý vị, trong cái bài thì có một cái câu mà buộc bụng thắt lưng. Kỳ Duyên nghĩ là ngày xuân đối với mọi gia đình, bên cạnh cái niềm vui đó còn có những cái nỗi lo âu. Tại vì ở Việt Nam có rất nhiều những cái gia đình nghèo, và mỗi mùa Tết tới là cả một cái sự lo âu, một cái gì đè nặng trong tâm trí, chứ không phải là lúc nào Tết cũng mang lại niềm vui, thế phải không anh? Thưa quý vị, quả đúng như thế. Chúng ta ở bên này thì cuộc sống vật chất chúng ta không bận tâm lắm, bởi dù sao đi nữa gì có nghèo quá thì cũng có welfare, có trợ cấp xã hội. Nhưng mà ở Việt Nam thì quý vị cũng hình dung lại những ngày chúng ta còn sống trong nước, hoặc là hàng triệu triệu gia đình ngày nay cũng vậy, cha mẹ nghèo, quanh năm vất vả chỉ đủ ăn. Đến ngày Tết mà không có tiền may quần áo mới cho con, không sắm cho con được đầy đủ như con hàng xóm, thì đứa bé khổ một, cha mẹ khổ mười. Chúng ta biết rằng là có những người trốn nợ, và người ta có câu ngày xưa là khôn ngoan đến cửa quan mới biết, giàu có 30 Tết mới hay. Tức là những người bình thường nói hung hăng lắm, nhưng mà khi phải ra trước cửa quan, có cãi được không, có đưa ra bằng chứng hay không, có nói lại hay không, mới biết thực sự là khôn ngoan. Giàu có 30 Tết mới hay, có nghĩa là quanh năm tiêu xài đôi khi là nổ, nhưng mà ngày 30 Tết tất cả con nợ đến đòi, hoặc ngày Tết trong nhà trống rỗng, lúc đó người ta mới biết sự thực là nghèo hay không. Thì thưa quý vị, cái nhạc phẩm vừa rồi là có cái chủ trương thắt lưng buộc bụng để mà ăn Tết, mặc đồ cũ vẫn thấy hạnh phúc như thường. Trong nhạc phẩm Khúc Xuân, Võ Thiện Thanh xin mời quý vị chào đón phần trình diễn của Mai Tiến Dũng và Diễm Sương. Trên phố nao nức bao niềm
trẻ thơ mừng vui hớn hở. Con tim rưng rưng xa xuyến, ánh mắt cho nhau thiết tha. Người người hòa cùng niềm vui đón Chúa xuân về khắp nơi. Mùa xuân ta đến cho đất xanh tươi hy vọng, và em đã đến cho lòng anh thôi nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi chờ chị em hỡi, ta cùng say trên xuân đồng. Xuân sang em cho những khắp trời, xuân sang phố đông vang tiếng cười, xuân sang thấy như thêm yêu đời. Này em ơi, này anh ơi, hãy cất lên lời ca. Mùa xuân đã đến cho đất xanh tươi hy vọng, và em đã cho lòng anh vui nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em tươi hồng, còn chờ chị em hỡi, ta cùng say trên xuân đồng. Mùa xuân đã đến cho đất xanh tươi hy vọng, và em đã đến cho lòng anh vui nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em tươi hồng, còn chờ chị em hỡi, ta cùng say trên xuân đồng. Kính thưa quý vị, thường thường chúng ta hay nói chữ phát tài là cái chữ mà quen thuộc nhất. Hôm nay chúng tôi lại lấy là phát lộc đầu năm. Thì vì chữ lộc nó rộng hơn chữ tài. Phát tài thường chúng ta hiểu là tiền thôi. Lộc thì có thể là sự may mắn, hạnh phúc và tiền bạc. Thành thì chúng tôi chọn cái chủ đề nó rộng hơn một chút xíu. Và thưa quý vị, nhân mà nói về cái tài lộc thì chúng tôi xin gửi quý vị cái thống kê này mà chắc là có nhiều người cũng đã đọc. Tức là người ta làm thống kê về cái mức lương tại nước Mỹ, thì người ta thấy rằng là mức lương trung bình của người da đen, tuy nhiên có người nhiều người ít, nhưng mà mức lương trung bình của người da đen là 33.000 một năm. Của người Spanish, tức là Tây Ban Nha Latin đó, thì là 39.000 một năm. Và người Mỹ trắng á, là Mỹ thứ thiệt, là 68.000 một năm. Mà riêng người da vàng, tức là người Việt, người Hoa, là cao nhất là 79.000 một năm. Và thưa kìa, quý vị, Kỳ Duyên cũng có cái thống kê của năm nay. Ba thành phố mà làm nhiều tiền nhất nước Mỹ, đứng thứ ba là Bridgeport, Connecticut, là làm 79.800. Thứ hai là Alexandria, Virginia, làm 88.200. Và thứ nhất là ở San Jose, nơi có rất đông người Việt. Thưa quý vị, 90.700 đồng lương trung bình. Ở đây có quý vị nào từ San Jose xuống không ạ? Oh, San Jose, alright. Nhưng mà tôi có hỏi thăm, mấy người San Jose thì họ bảo chúng tôi để lương cao nhất nước Mỹ nhưng không ăn thua gì, là vì giá nhà ở đây nó cũng đắt nhất nước Mỹ. Thành nữa làm bao nhiêu nộp nhà băng ăn hết thôi. Tuy nhiên có những người không ở San Jose mà lương vẫn cao. Thì quý vị theo dõi dùm. Tức là giám đốc điều hành, chúng ta gọi là CEO, giám đốc điều hành của cà phê Starbucks, thì lương một năm là 117.500.000. Giám đốc điều hành, tức là CEO của Apple ai cũng biết, công ty Apple, một năm là 143.000.000. Nhưng mà cái ông này thì cao hơn. Lương của cô Kỳ Duyên với tôi một tháng cộng lại không bằng ông này. Gần bằng. Tức là CEO của Facebook một năm là 2.200.000.000. Yeah. Một năm. Thôi thì quý vị cứ tiếp tục mơ ước về phát lộc năm sau, để trong khi chúng tôi vẫn trở lại với chương trình trong nhạc phẩm Chúc Mừng Xuân của Thanh Sơn. Xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của Lương Tùng Quang và Quỳnh Vi. Chim non lượn bay hót lời ca vang trời, đàn bé hé môi
cười ngọt ngào tình thương áo xanh vàng chào đón Chúa xuân huy hoàng. Thành đô như miền quê ước mùa xuân thanh bình, người nông phu mừng xuân nhấp cạn ly thắm tình. Người chiến sĩ xa vời thì mừng mùa xuân thắng lợi nhiều để đón Chúa xuân yêu kiều. Thân thiết biết mấy mùa xuân ấm êm bên nhau, bao nhiêu yêu tư dần hơn xóa tan thương đau. Tiếng hát quyến luyến làm ngây ngất trong tim ta. Hơn xuân xưa đi qua cùng đón lấy gió mới. Tình nhắn ước mùa xuân chúc người yêu đẹp hoài, người thương gia mừng xuân chúc đầu năm phát tài. Hạnh phúc khắp muôn nhà cùng hòa lời ca chúc xuân này đẹp ý non sông an hòa. Ngọt ngào tình thương áo xanh vàng chào đón Chúa xuân huy hoàng. Thành đô như miền quê ước mùa xuân thanh bình, người nông phu mừng xuân nhấp cạn ly thắm tình. Người chiến sĩ xa vời thì mừng mùa xuân thắng lợi nhiều để đón Chúa xuân yêu kiều. Thân thiết biết mấy mùa xuân ấm êm bên nhau, dần hơn xóa tan thương đau. Tiếng hát quyến luyến làm ngây ngất trong tim ta. Hơn xuân xưa đi qua cùng đón lấy gió mới. Tình nhân nước mùa xuân chúc người yêu đẹp hoài, người thương gia mừng xuân chúc đầu năm phát tài. Hạnh phúc khắp muôn nhà cùng hòa lời ca chúc xuân này đẹp ý non sông an hòa. Thân thiết biết mấy mùa xuân ấm êm bên nhau, bao nhiêu yêu tư dần hơn xóa tan thương đau. Tiếng hát quyến luyến làm ngây ngất trong tim ta. Hơn xuân xưa đi qua cùng đón lấy gió mới. Tình nhân ước mùa xuân chúc người yêu đẹp hoài, người thương gia mừng xuân chúc đầu năm phát tài. Hạnh phúc khắp muôn nhà cùng hòa lời ca chúc xuân này đẹp ý non sông an hòa. Hoa là một nguồn cảm hứng bất tận của văn chương và âm nhạc toàn cầu chứ không phải chỉ có Việt Nam chúng ta. Mà chương trình hôm nay chúng tôi chỉ mang đến cho quý vị được một số bài tiêu biểu. Trong vườn hoa âm nhạc còn rất nhiều những bài nói về hoa. Mà không có gì lạ, ngay cả từ đời ngàn xưa thì các bạo chúa khi xây cung điện cũng có vườn ngự uyển và bắt mọi người dân mang về tất cả những loại kỳ hoa dị thảo để trồng. Cho nên là dù cái tâm tình ông vua độc ác đến đâu thì ông cũng vẫn phải có vườn hoa để ngắm, huống chi là dân gian lúc nào cũng gần gũi với các bông hoa. Trung tâm Thuyết Nga chọn chủ đề vườn hoa âm nhạc hôm nay cũng vào một cái ý hướng là mang niềm vui mùa xuân. Bởi vì khi cuốn băng này tới tay quý vị coi thì không khí xuân đã chan hòa trong mọi gia đình. Chúng tôi xin khép lại ở đây và xin được thay mặt Trung tâm Thuyết Nga cũng như tất cả anh chị em nghệ sĩ hiện diện hôm nay kính gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến từng gia đình Việt Nam trên toàn thế giới. Và thưa anh Ngạn, riêng đối với anh Ngạn thì em nghĩ là em cũng có thể đại diện nói cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ gia đình Thúy Nga, cũng mong rằng là anh sẽ còn ở lại đây mãi để làm thêm tới cuốn 200 của anh nữa.
Thưa quý vị, nếu quý vị muốn mua tất cả những sản phẩm, không những là những sản phẩm văn nghệ của Trung tâm Thúy Nga, mà còn tất cả những sản phẩm như dược thảo, như quần áo, như tất cả những cái mà trong Thúy Nga Shop, cái cách hay nhất để mua được những cái món thật và gửi tới nhà quý vị là quý vị có thể mua ngay trên thuynga.com. Và đó cũng là một cái cách để quý vị ủng hộ trung tâm chúng tôi để có những cuốn băng thật tới tận tay của quý vị. Thank you. Và thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mở Cửa Mùa Xuân của Võ Thiện Thanh qua phần trình diễn rất tươi mát của nữ ca sĩ Lam Anh. Vâng, kính thưa quý vị, xuân hạ thu đông, chu kỳ của trời đất cứ 365 ngày trở lại, mang cho chúng ta một mùa xuân, một cái Tết, để chúng ta sống lại những nét văn hóa đã thành truyền thống lâu đời của dân tộc chúng ta. Chúng tôi xin được phép mượn sân khấu này
thay mặt Trung tâm Tiếng Nga cùng như tất cả anh chị em nghệ sĩ để gửi lời kính chúc đến từng gia đình Việt Nam, nhất là các bà mẹ trên toàn thế giới lúc nào cũng đã góp phần sinh dưỡng, dạy dỗ con cái để trở thành những người hữu ích cho xã hội, cho cộng đồng thế giới cũng như cho đất nước Việt Nam. Và thưa quý vị, sau đây là một nhạc phẩm rất vui nhộn, Đón Xuân của nhạc sĩ Phạm Đình Chương qua giọng hát trẻ trung của nữ ca sĩ Tóc Tiên. Tình yêu đầy càng thêm chan chứa.